chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên là Tống Thị Vi Linh, giáo viên trường tiểu học B Phú Hội. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài dấu hiệu chia hết cho chiếm trong chương trình toán lớp 4, sách giáo khoa trang 97. Để học tốt, các em hãy đến nơi yên tĩnh, chuẩn bị đầy đủ sách vở và ghi chép thật cẩn thận nhé. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em nhận biết dấu hiệu chia hết cho chiếm, biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho chiếm trong một số tình huống đơn giản. Thực hiện 3 bài tập, bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, trang 97. Bây giờ, các em hãy cùng cô bắt đầu tiết học nhé. Dấu hiệu chia hết cho chiếm, chia làm 2 trường hợp. Chia hết cho chiếm và không chia hết cho chiếm. Cô có 2 phép tính chia hết cho chiếm là 72 chia 9 bằng 8, 657 chia 9 bằng 73 và 2 phép tính không chia hết cho chiếm. 182 chia 9 bằng 20 dư 2, 451 chia 9 bằng 50 dư 1. Vậy dấu hiệu chia hết cho chiếm có giống với dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5 không? Các em hãy cùng cô tìm hiểu phép tính sau. 72 chia 9. Để biết 72 có chia hết cho 9 hay không, các em hãy nhìn vào số bị chia 72. Sau đó, các em hãy tính nhẩm tổng các chữ số của 72 bằng cách lấy 7 cộng 2 bằng 9. 9 là tổng các chữ số của 72. Sau đó, các em lấy tổng các chữ số là 9 chia 9. Ta được kết quả bằng 1. Ta thấy tổng các chữ số khi chia cho 9, ta được phép tính chia hết. Vì vậy, 72 sẽ chia hết cho 9. Sau đó, các em thực hiện phép tính chia và được kết quả 72 chia 9 bằng 8. Các em hãy cùng cô quan sát phép tính thứ hai. 657 chia 9. Để xem 657 có chia hết cho 9 hay không, các em hãy nhìn vào số bị chia 657. Các em hãy tính nhẩm tổng các chữ số của 657 bằng cách lấy 6 cộng 5 cộng 7, ta được kết quả 18. 18 được gọi là tổng các chữ số của 657. Sau đó, các em lấy tổng 18 chia 9. Ta được kết quả bằng 2. Ta thấy 18 chia 9 bằng 2 là phép chia hết. Vì vậy, 657 sẽ chia hết cho 9. Khi các em thực hiện phép tính chia, 657 chia 9 sẽ được kết quả bằng 73. Qua hai ví dụ này, ta thấy những số chia hết cho 9 sẽ có đặc điểm chung sau đây. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Ví dụ, các số 72, 657. Các số chia hết cho 9 sẽ có tổng các chữ số chia hết cho 9. Các em hãy cùng cô tìm hiểu đặc điểm của những số không chia hết cho 9 nhé. Quan sát phép tính 182 chia 9. Các em hãy tính tổng của các chữ số của 182 bằng cách lấy 1 cộng 8 cộng 2. Ta được kết quả 11. 11 được gọi là tổng các chữ số của 182. Sau đó, các em lấy tổng 11 chia 9. Ta thấy phép tính này chia được 1 và dư 2. Vì vậy ta khẳng định 182 không chia hết cho 9. Sau đó, các em thực hiện phép tính chia, các em sẽ thấy kết quả 182 chia 9 sẽ bằng 20 dư 2. Các em hãy quan sát thêm phép tính thứ hai. 451 chia 9. Các em hãy tiếp tục tính tổng các chữ số của 451 bằng cách lấy 4 cộng 5 cộng 1 bằng 10. 10 được gọi là tổng các chữ số của 451. Sau đó, các em lấy tổng các chữ số là 10 chia 9. Ta thấy rằng phép tính này chia được 1 và dư 1. Vì vậy ta khẳng định 451 khi chia 9 sẽ là phép tính chia không hết. Sau đó các em thực hiện phép tính chia, các em sẽ thấy 451 chia 9 sẽ bằng 50 và dư 1.
Qua hai ví dụ này, các em thấy những số không chia hết cho 9 sẽ có đặc điểm sau. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Ví dụ, các số 182 và 451. Các em vừa cùng cô tìm hiểu đặc điểm chung của những số chia hết cho 9 và những số không chia hết cho 9. Qua bài này, các em cần ghi nhớ kiến thức sau. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 để biết số có chia hết cho 9 hay không. Các em hãy tìm tổng các chữ số. Vì vậy, đối với dạng toán này có cách thực hiện như sau. Các em hãy cộng các chữ số với nhau, sau đó dựa vào tổng các số vừa tìm được để biết số đó có chia hết cho 9. Ví dụ, 738 chia hết cho 9 không? Các em hãy tìm tổng các chữ số của 738 bằng cách tính nhẩm 7 cộng 3 cộng 8 và ta được tổng các chữ số là 18. Vì 18 chia hết cho 9 nên 738 chia hết cho 9. Các em hãy ghi nhớ, dấu hiệu này chỉ cho biết số có chia hết cho 9 chứ không cho biết kết quả của phép tính. Muốn biết kết quả, các em cần thực hiện phép tính chia. Và các em hãy lưu ý, các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Ở hai dấu hiệu này, các em chỉ cần học thuộc một dấu hiệu thôi nhé. Chúng ta vừa nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9. Bây giờ, các em hãy cùng cô vận dụng kiến thức này để làm bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 trang 97. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bài 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9? Cô có 5 số: 99, 1999, 108, 5643, 29385. Bài tập này yêu cầu chúng ta là hãy tìm số chia hết cho 9. Các em hãy làm vào vở, tìm những số chia hết cho 9 trong vòng 1 phút. Đã hết thời gian. Bây giờ các em hãy cùng cô kiểm tra kết quả nào. Cô có 5 mô số tương ứng với 5 số. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra những số nào chia hết cho 9 nhé. Chúng ta thấy trong 5 số này chỉ có 4 số chia hết cho 9. Chúng ta hãy cùng cô kiểm tra tổng các chữ số của những số này nhé. Số thứ nhất, tổng các chữ số là 18, nên chia hết cho 9. Ở số thứ ba, tổng các chữ số là 9, nên chia hết cho 9. Ở số thứ tư, tổng các chữ số là 18, nên chia hết cho 9. Và ở số cuối cùng, tổng các chữ số là 27, nên chia hết cho 9. Ở bài tập 1 này, có 4 chữ số chia hết cho 9 đó là 99, 108, 5643 và 29385. Vậy còn số nào không chia hết cho 9? Đó chính là 1999. Chúng ta hãy kiểm tra tổng các chữ số của số này nhé. Tổng các chữ số của 1999 là 28. Vì vậy, số này không chia hết cho 9. Qua bài tập này, các em hãy ghi nhớ. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Nhắc lại, các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chúng ta vừa cùng cô tìm những số chia hết cho 9. Bây giờ, chúng ta hãy tìm những số không chia hết cho 9 qua bài tập 2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9? Cô có 5 số: 96, 108, 7853, 5554 và 1097. Các em hãy tìm những số không chia hết cho 9 trong vòng 1 phút. Đã hết thời gian. Cô tin rằng nhiều bạn đã tìm được số không chia hết cho 9. Bây giờ các em hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Số không chia hết cho 9 sẽ gồm 96, 7853, 5554 và 1097. Các em hãy cùng cô kiểm tra tổng các chữ số của những số này nhé. Tổng các chữ số của số 96 là 15. Vì 15 không chia hết cho 9, nên 96 không chia hết cho 9. Tổng các chữ số của 7853 là 23. Vì 23 không chia hết cho 9, nên 7853 không chia hết cho 9. Tổng các chữ số của 5554 là 19. Vì 19 không chia hết cho 9, nên 5554 không chia hết cho 9. Tổng các chữ số của 1097 là 17. Vì 17 không chia hết cho 9, nên 1097 không chia hết cho 9. Trong bài tập 2, có 4 số không chia hết cho 9, đó là 96, 7853, 5554 và 1097. Vậy còn số nào chia hết cho 9? Chính là 108. Qua bài tập này các em hãy ghi nhớ, các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 nhé. Đối với bài tập 3, các em hãy viết hai số chia hết cho 9. Sau đó các em hãy tìm tổng của từng chữ để xem số đó chia hết cho 9 hay không chia hết cho 9 nhé. Bây giờ, để thay thế cho bài tập 3 và để củng cố thêm kiến thức, các em hãy cùng cô trả lời các câu hỏi sau. Số 529 chia hết cho 9 là đúng hay sai? Các em hãy tìm câu trả lời trong vòng 5 giây nhé. Đã hết thời gian. Cô tin rằng nhiều bạn đã tìm được câu trả lời. Các em hãy cùng cô xem đáp án nào. Các em thấy số 529 chia hết cho 9 là sai. Vì sao như vậy? Các em hãy cùng cô tìm tổng các chữ số của 529 nhé. Ta lấy 5 cộng 2 cộng 9 bằng 16. Vì tổng các chữ số là 16 nên không chia hết cho 9. Vì vậy, câu này là ta chọn đáp án sai. Câu hỏi thứ hai, hãy điền một chữ số vào chỗ chấm của số sau để số đó chia hết cho 9. Cô có 3.5. Các em hãy suy nghĩ và tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm nhé. Thời gian để các em tìm số là trong vòng 5 giây. Các em hãy cùng cô kiểm tra kết quả nào. Các em thấy, chúng ta có 3 và 5. Vậy tổng các chữ số của hai số này đã là 8. Vì vậy, số còn thiếu sẽ là... chính là số 1. Vì vậy, ta được kết quả là 315. Ngoài số 1, chúng ta không thể điền những số khác được nữa nhé.
Câu hỏi thứ 3. Số 27 chia hết cho 9 là đúng hay sai? Các em hãy suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 giây. Đã hết thời gian, chúng ta cùng cô xem đáp án nào. Các em thấy số 27 chia hết cho 9 là đúng. Vì sao như vậy? Chúng ta cùng tìm tổng các chữ số của 27 nhé. Ta lấy 2 cộng 7 bằng 9. Vì tổng các chữ số là 9 chia hết cho 9, nên số 27 chia hết cho 9. Ta chọn đáp án là đúng. Câu hỏi cuối cùng dành cho các em. Câu hỏi còn lại dành cho các em sẽ là: các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 là đúng hay sai? Các em hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời trong vòng 5 giây nhé. Cô tin rằng nhiều bạn sau khi học kiến thức nãy giờ đã tìm được câu trả lời rồi. Chúng ta hãy cùng cô xem đáp án. Chúng ta sẽ chọn đáp án là đúng. Vì các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Đây chính là dấu hiệu chia hết cho 9 mà chúng ta cần ghi nhớ. Bài học ngày hôm nay chúng ta cần ghi nhớ: các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Chú ý, các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Trong hai dấu hiệu này, các em chỉ cần học thuộc một dấu hiệu thôi nhé. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Sau tiết học này, các em hãy nắm vững dấu hiệu chia hết cho 9, làm bài tập và mở bài tập toán và chuẩn bị bài tiếp theo, dấu hiệu chia hết cho 3. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.